theo xuống. Thank you.
coi cái nhà có chó. Vâng, cháu chỉ đi hết tư dẫn mà đến khe là cháu anh Dung rồi.
Bây giờ măng thì các một số vườn rừng thấy có nhiều măng rồi. Trước thì măng ở tự nhiên, bây giờ vườn rừng là nhiều hơn cả rừng tự nhiên. Đó. Ở ngoài kia đi xe máy bảo đi hay đi không quen, không có dám đi. Thấy con nào nhặt ra thôi. Đi theo một khe bé bé là đi sâu vào.
Đừng nhớ là có chuối nhé. Có nhánh chuối nhưng không biết là nhánh từ nhánh sao. Ngoài kia đi bộ ngoài kia vào. Vâng, có đi đường này quen không? Xe máy đi kiếm băng nào. Lạ lắm.
vào đoạn đường trong này giờ thấy ít người đi hơn này. Bên chỗ cái gì hả? Bên Yên Thượng, Yên Thịnh là có gần. Gần. Và vì có một ông anh ở bên kia bảo là chỉ cần lộn đồi là đến bên này thôi. Ông mà sang được trước bên này nhiều, ông phan hết rồi, lễ đạt xong hết rồi mới đến. Khi còn nhớ không mang nấy đến đoạn kia không hình dung ra bảo thôi, tốt nhất là ra ngoài tìm hỏi các bác tìm người dẫn đường. Nhưng mà tí mới đang như thế này thì phải lộn là không biết đường mà về đấy, mở đường bắt đầy á. Là ở phố còn hỏi như là trong rừng tốt nhất là không nên liều lĩnh, kẻ tí đấy là phải kiếm muối đốt. Có một theo một cái khe còn hình dung cái kia mọi người vẫn chuyển nhau suốt à, đến mà xe đó là nó có một cái cây ở giữa hai khe đấy là nó bắt đầu lè lên đồi nước, cái đồi ở giữa hai khe đó. Nếu mình đi đau khe là mình không thể nhìn thấy được, là không nhìn thấy cái gì hết. Nếu mà ai mà năm nào đi thì còn nhớ đi, cháu chục năm rồi. À, sương mù kìa. Không biết đường về hết. Không biết đường về là. Mẹ cho người vào trong đây còn điện thoại không còn sóng rồi.
đã đi qua rừng nhưng mà chưa không thấy chịu rồi. Ở nơi là không phải không có sóng điện thoại thôi. Không biết đang về đấy. Bây giờ cái được cái tiên lợi là sóng điện thoại nó phủ gần kín rồi. À đúng rồi. Bắt đầu leo dốc là cũng bật từ đây tương gần càng đến ngoài ra tít tận ngoài kia đấy. Trước cháu lần đi cách đây chục năm cảm thấy nó không thấy âm u như thế đâu. Tại nhiều cả bây giờ thấy ít người hơn đi hơn phải. À đúng rồi, chuẩn đấy. Âm u đấy là mà không định hình ra được bảo hay là đi lạc rồi. Nó căng lắm rồi. Đúng rồi, về cái cây đó. Đây cái cây này. Cây bọc trên đá này, đúng không? Rồi hàng xuống. Chia đôi hoặc là mình đi vào giữa. Đấy, cháu chỉ nhận đó từ đây lên chúng ta có thể hướng ra được. Cháu sẽ đi cho bảo á. Cháu đang muốn thử nghiệm, trải nghiệm.